Được. Xin chào, năm nay mình chia nội dung ra nhiều. Thành ra cái để mà khai mạc thì mình hơi vắng. Thôi thì mình cũng nhân. Làm để vô giải cho nó kịp. Thôi vậy có nó quay chưa? Thì trước mắt là thay mặt cho đơn vị, rồi thay mặt cho ban tổ chức giải, tôi xin trân trọng kính chào toàn thể vận động viên hiện đang có mặt dự lễ khai mạc giải quần vợt truyền thống cúp Sài Gòn năm lần thứ 12 năm 2013. Kính thưa quý vị, giải quần vợt truyền thống năm nay được tổ chức với 6 nội dung: đôi nam A, B phong trào dành riêng cho những hội viên sinh hoạt thường xuyên tại câu lạc bộ; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ có trình điểm trên diễn đàn Việt Tennis, và đôi nam lãnh đạo giao lưu giữa công ty Sài Gòn năm với địa phương, các đơn vị tài trợ và các đơn vị đối tác. Giải truyền thống năm nay đã quy tụ 168 vận động viên từ các nơi đến tham gia thi đấu, chắc chắn sẽ đem lại cho giải một bầu không khí hào hứng, sôi nổi và vui tươi. Để giúp cho việc tổ chức giải đạt được kết quả tốt, tôi kêu gọi các vận động viên hãy thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao trong sáng, tuân thủ tiêu chí đoàn kết, an toàn, kỹ thuật trong thi đấu, tôn trọng phán quyết của trọng tài và ban tổ chức. Kính thưa toàn thể vận động viên, đồng hành với sự nhiệt tình tham gia của toàn thể vận động viên là các đơn vị hưởng ứng tài trợ cho giải qua từng danh hiệu tài trợ như đơn vị tài trợ bạc, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hiền Hòa Đồng Nai, công ty cổ phần Hùng Vương Plaza, ngân hàng bưu điện Liên Việt, Postbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tài trợ đồng ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh HDBank, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển Thủ Thiêm và nhà quản lý. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn toàn thể vận động viên, cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị, chúc toàn thể vận động viên thi đấu đạt thành tích cao nhất. Chúc giải quần vợt truyền thống cúp Sài Gòn năm lần thứ 12 năm 2013 thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải quần vợt cúp truyền thống Sài Gòn năm lần thứ 12 năm 2013. Sau đây tôi trình bày đại diện của tổ chức tài lên tuyên thệ. Hello, xin chào các vận động viên, toàn thể các vận động viên. Tôi thay mặt tổ trọng tài giải sẽ điều khiển giải một cách công bằng, khách quan và chính xác. Xin thề. Nội dung giải gồm có 6 nội dung: đôi nam 1007, đôi nam nữ và đôi nữ 1350 sẽ đánh play up, và đôi nam A và nam B riêng, đôi nam 1007, đôi nam nữ 1006 và đôi nữ 1350 sẽ đánh áp dụng đồng thắng vàng tới vòng tứ kết, còn vào đến bán kết ta sẽ bỏ và thắng vàng đánh bình thường. Còn đánh một set là gồm 6 bàn tới 5 đều là mình sẽ đánh bàn quyết định, bàn thứ 6. Bàn thứ 6 sẽ không áp dụng bàn thắng bàn. Còn riêng đôi nam A và B phong trào tới vòng tứ kết mình sẽ đánh bình thường, bỏ lập tầm thắng vàng. Xin giải thành công tốt đẹp. Mời các bạn đi.